Sức khỏe Phi Nhung đã được cải thiện. Mạng xã hội xôn xao thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời, thậm chí nhiều nghệ sĩ còn đăng đàn bày tỏ tiếc thương. Tuy nhiên, qua xác minh của phóng viên báo Người Lao Động, đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Tối ngày 27 tháng 8, thông tin từ phía ca sĩ Phi Nhung khẳng định, đến thời điểm này, tin về chị Phi Nhung qua đời là tin giả. Đồng thời, phía ca sĩ Phi Nhung mong muốn mọi người dừng việc lan truyền tin giả như thế, đặc biệt là chia sẻ của giới văn nghệ sĩ, vì sự lan truyền của họ sẽ khiến tin giả đi nhanh hơn và gây ra điều tệ hại không lường được. Chị Nhung vẫn đang cố gắng vào giai đoạn này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho chị ấy. Anh Quang Chí, quản lý truyền thông của ca sĩ Phi Nhung, bày tỏ. Nhiều nghệ sĩ cũng đã gửi lời chúc mau bình phục tới Phi Nhung. Hiện, sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đã được cải thiện so với lúc mới đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Chị đang được hỗ trợ bằng máy thở và chưa cần dùng đến máy ECMO như lời đồn. Ca sĩ Nguyên Vũ xác nhận tình hình sức khỏe của Phi Nhung đã được cải thiện nhiều. Thông tin này do chính bác sĩ ở bệnh Chợ Rẫy cung cấp cho anh. Hơn 2 tháng qua, Phi Nhung đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, từ bếp ăn từ thiện đến việc đi tận nơi tặng quà hỗ trợ cho bà con khó khăn. Sau khi bị cảm, Phi Nhung đã đi kiểm tra và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tin mới nhất về sức khỏe của Phi Nhung sau khi mắc COVID-19 trở nặng. Sau khi chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy vào đêm ngày 26 tháng 8, tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đã được cải thiện hơn. Theo thông tin từ lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ với Tiền Phong, sau khi được tích cực điều trị COVID-19 tại khu ICU, tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đã được cải thiện hơn. Hiện nữ ca sĩ đã ngưng được vận mạch, oxy SpO2 cải thiện hơn và chưa cần dùng đến máy ECMO. Trước đó, lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy cũng thông tin với Tiền Phong về việc phản bác tin đồn Phi Nhung không qua khỏi xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Thông tin Phi Nhung mắc COVID-19 thu hút khá nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đại diện của Phi Nhung chính thức thông báo tin này tới công chúng. Thay mặt Phi Nhung xin cảm ơn sự quan tâm của khán giả, báo chí những ngày qua. Phi Nhung đang được điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện công việc còn nhiều bộn bề và cũng không có nhiều thời gian để trả lời hết những tin nhắn hỏi thăm của mọi người. Phi Nhung hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua thời gian khó khăn này. Đại diện Phi Nhung cho hay, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết trong showbiz cùng cầu nguyện cho Phi Nhung sớm bình phục. Theo NTK Đỗ Mạnh Cường, Phi Nhung để trà đã về Mỹ nhưng nán lại Việt Nam để làm công việc thiện nguyện cứu trợ những người dân đang khó khăn và mắc COVID-19 lúc nào không hay. Ngoài ra, nữ ca sĩ là người đầu tiên ủng hộ 100 triệu đồng mua máy thở khi được kêu gọi trong một nhóm kín. Cách đây một thời gian ngắn, có một cuộc kêu gọi kín để mua máy thở ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, vì Phi Nhung gửi ngay đầu tiên 100 triệu để mua máy. Sau đó, kêu gọi bạn bè bên Mỹ gửi tiền ủng hộ tiếp tục mua được thêm một máy nữa. Lẽ ra, chị đã trở về Mỹ nhưng lại tiếp tục ở lại làm công việc thiện nguyện cứu trợ những người dân đang khó khăn. Rồi vì vậy mà chị mắc COVID-19 lúc nào không hay. Trên vai chị là gánh nặng lo cơm áo gạo tiền cho biết bao đứa trẻ mồ côi. Hơn ai hết mình rất hiểu và thương chị. Chị cũng sinh ra là trẻ mồ côi nên chị đồng cảm và thương các con hơn ai hết. Người ngoài cuộc nhiều khi có cái nhìn không đúng về những gì chị làm, nhưng những ai đã và đang làm công việc thiện nguyện, ai đã từng phải lo lắng, chăm sóc, nuôi nấng con cái dù là ruột thịt hay không phải huyết thống cũng đều hiểu những gì chị đã làm, không phải ai cũng có thể làm được. Em luôn ngưỡng mộ chị vì những gì chị làm cho trẻ mồ côi và em cũng sẽ cố gắng để làm nhiều việc giúp đỡ như chị. Cầu mong cho chị qua khỏi, cố gắng lên chị ơi. Em thực sự rất thương chị, rất nhiều người yêu thương chị, NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ. Sáng ngày 28 tháng 8, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Từ chiều ngày 27 tháng 8 đến sáng nay, mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời vì mắc COVID-19. Tuy nhiên, theo đại diện của ca sĩ Phi Nhung cho biết, Phi Nhung vẫn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Theo người đại diện của ca sĩ Phi Nhung, hơn 2 tuần trước, Phi Nhung đi từ thiện về và chị bị cảm cúm. Nghi ngờ mình bị nhiễm virus SARS-CoV-2 nên chị đã chủ động đến bệnh viện kiểm tra, sau đó xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, ca sĩ Phi Nhung đã điều trị COVID-19 ở bệnh viện Gia An 115 và mới đây đã được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Hiện nay, chị đang cố gắng chữa bệnh. Vì vậy, mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì đại diện này cho biết thêm, trước khi mắc bệnh, ca sĩ Phi Nhung đã tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, trong đó có hỗ trợ mọi người nấu suất cơm tại chùa gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu. Ca sĩ Phi Nhung sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 2005, sau thời gian dài định cư ở Mỹ, ca sĩ Phi Nhung về nước ca hát, kinh doanh. Vừa qua, ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhở, trong đó có tài trợ cho quán quân The Voice 2016, hát 62 chân cương, ăn học đến năm 18 tuổi. Hiện Phi Nhung có một con gái ruột đang làm y tá tại Mỹ. Con gái ruột Phi Nhung mong mọi người cầu nguyện cho mẹ. Con gái ruột của Phi Nhung, Wendy Phạm, cho biết vẫn đang theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ ở Việt Nam. Sáng ngày 28 tháng 8, Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung thông báo từ Mỹ sau khi tin tức về mẹ ruột mắc COVID-19 đang phải điều trị tích cực trong bệnh viện được đông đảo khán giả, người hâm mộ quan tâm. Wendy viết, con thực sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người, nhưng hiện nay chị con khá bận do đi làm và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ Phi Nhung nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của mọi người được. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con. Khi biết Phi Nhung mắc COVID-19, nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước như Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Đàm Vĩnh Hưng, Việt Hương,
Xuân Lan, Trixie Phương Trinh, Hoàng Bách đã gửi lời động viên và kêu gọi khán giả cùng cầu nguyện Phi Nhung sớm bình phục. Ca sĩ Phi Nhung đang được điều trị COVID tại khu D, hồi sức tích cực ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Trước khi điều trị tại đây, Phi Nhung được điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Gia An 115. Do diễn tiến nặng, ca sĩ được chuyển viện tối ngày 26 tháng 8. Theo nguồn tin riêng của Vietnamnet, Phi Nhung đang được can thiệp kỹ thuật để trợ thở, lọc máu. Tình hình sức khỏe hiện tại của nữ ca sĩ đã tiến triển hơn so với khi nhập viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8 và chưa phải can thiệp ECMO. Tối ngày 27 tháng 8, nhiều thông tin giả về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung lan truyền trên mạng xã hội. Người quản lý và nhiều nghệ sĩ thân thiết đã phải lên tiếng xác nhận Phi Nhung vẫn đang được điều trị ổn định và kêu gọi mọi người không chia sẻ những thông tin giả từ nguồn không chính thống. Diễn viên Quốc Thuận bức xúc: Phi Nhung còn sống, còn sống, còn sống bà con ơi. Đừng đọc những thông tin trên các trang thông tin không chính thống nhằm câu view like share. Trời ơi, đừng đưa những thông tin sai lệch tội nghiệp người ta và gia đình người thân. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương lên tiếng đính chính: Xin không đưa thông tin sai lệch làm hoang mang. Đồng nghiệp của Hương vẫn đang được chữa trị tận tình và rất tiến triển theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Xin lời cầu nguyện dù ở bất cứ đạo nào cho tất cả người bệnh. Có người bệnh thì mình đều cúi xin tay qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Hương xin thay mặt gia đình nghệ sĩ kính ơn. Con gái Phi Nhung lần đầu lên tiếng sau khi mẹ nhập viện điều trị COVID-19. Wendy Phạm, con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung mong mọi người cùng cầu nguyện cho mẹ của mình, Phi Nhung và con gái Wendy Phạm. Mới đây, Wendy Phạm, con gái ruột duy nhất của ca sĩ Phi Nhung có chia sẻ đầu tiên sau khi thông tin mẹ nhập viện điều trị COVID-19 được thông báo công khai. Wendy Phạm thổ lộ: Trước tiên, con xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, gửi nhiều lời động viên đến con và gia đình. Con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người, nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm, gia đình và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ Phi Nhung nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của mọi người được. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con. Được mệnh danh là người có nhiều con nuôi nhất trong showbiz Việt, nhưng Phi Nhung chỉ có duy nhất một người con ruột. Con gái Phi Nhung sinh năm 1992, cô đỗ thủ khoa ở Mỹ chuyên ngành y tá vào cuối năm 2017. Vào giữa tháng 11 năm 2018, giọng ca Lý Diêm Quyên cũng từng hạnh phúc chia sẻ những hình ảnh con gái tốt nghiệp chuyên ngành thạc sĩ y khoa tại Mỹ. Phi Nhung chia sẻ những năm vừa qua cô không kết hôn vì không muốn chia sẻ tình cảm dành cho con gái. Vào cuối tháng 5 vừa qua, Phi Nhung từng đau lòng khi chia sẻ câu chuyện cô không biết con gái mắc COVID-19 tại Mỹ. Phi Nhung giải bày: Chào cả nhà, hôm nay Nhung sẽ kể cho cả nhà nghe về nỗi lo của Nhung. Nhìn những hình ảnh các y tá, bác sĩ mệt mỏi như vậy, tôi không cầm được nước mắt. Cách đây 6 tháng, con gái Wendy của Nhung đang làm y tá tại Mỹ cũng mắc COVID-19 mà giữa mẹ không dám cho mẹ biết, sợ mẹ lo. Trong khi tôi ở Việt Nam lo làm việc và chăm sóc cho các bé còn nhỏ, vậy mà con mình sinh ra trong lúc đau ốm tôi không ở bên cạnh để chăm sóc, đau lòng lắm cả nhà ạ. Cũng may nước Mỹ đã có vaccine kịp thời. Khi tôi biết thì con gái đã khỏe mạnh, cho nên nhìn những bức ảnh này tôi đau lòng lắm. Lúc đó, Phi Nhung tiết lộ cô sẽ sắp xếp công việc để quay lại Mỹ. Phi Nhung mong rằng cả nước Việt Nam chúng ta cổ lệnh nhé, phải có niềm tin vào nhà nước. Chúng ta cố gắng cùng nhau bảo vệ sức khỏe, tuân thủ theo lệnh phòng chống bệnh dịch, không cần thiết thì không nên ra đường nhé cả nhà, cô nhắn nhủ. Việt Hương, Trixie Phương Trinh, Xuân Lan bật mí về tình trạng hiện tại của Phi Nhung. Với việc ca sĩ Phi Nhung được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị COVID-19, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luồng thông tin khác nhau. Phi Nhung mắc COVID-19, đang điều trị ở đâu, tình trạng thế nào? SKDS, thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc COVID-19 chuyển biến nặng phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tin xấu về Phi Nhung tràn lan mạng xã hội, thực hư ra sao? Trong tối nay ngày 27 tháng 8, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ bài viết với nội dung chia buồn với ca sĩ Phi Nhung làm xôn xao dư luận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, quản lý cũng như người thân của ca sĩ Phi Nhung chưa có bất kỳ thông tin gì mới ngoài việc xác nhận giọng ca chiều qua và Hậu Giang bị mắc COVID-19, vừa được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Gia An 115 Bình Tân. Liên quan đến những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, bạn bè của Phi Nhung đã có những chia sẻ về tình trạng của nữ ca sĩ đến thời điểm hiện tại. Ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ: Lúc này là lúc các bác sĩ cố gắng chạy chữa cho bệnh nhân, vì vậy mong mọi người đừng cầm đèn chạy trước ô tô. Người thân còn chưa nhận được thông tin từ bác sĩ nên mọi người đừng vội chia buồn, cầu mong cho cô ấy mau khỏe hơn. Trong khi đó, người mẫu Xuân Lan vừa tung một hình ảnh được cho là đoạn tin nhắn của người thân với một y bác sĩ đang chăm sóc cho ca sĩ Phi Nhung, kèm dòng trạng thái chị Phi Nhung vẫn đang chiến đấu, mọi người tiếp tục cầu nguyện giùm em ạ. Cũng theo nội dung tin nhắn người mẫu Xuân Lan chia sẻ lên trên cá nhân, bác sĩ thông báo hiện tình trạng của Phi Nhung đã cải thiện hơn, ngưng được vận mạch, oxy tốt hơn. Phi Nhung cũng chưa phải can thiệp ECMO vì chưa cần chị, chỉ lọc cytosol đã thấy cải thiện rồi. Cùng nguyện cầu cho Phi Nhung. Trước đó, từ chiều ngày 27 tháng 8, thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc COVID-19, chuyển biến nặng phải đưa sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị đã khiến người hâm mộ, các đồng nghiệp của nữ ca sĩ tỏ rõ sự lo lắng. Cách đây ít giờ đồng hồ, nghệ sĩ Việt Hương lên tiếng khẳng định: Xin không đưa thông tin sai lệch làm hoang mang. Đồng nghiệp của Hương vẫn đang được chữa trị tận tình và rất tiến triển theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Xin một lời cầu nguyện dù ở bất cứ đạo nào cho tất cả người bệnh. Có người bệnh thì mình đều cúi xin tay qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Hương xin thay mặt gia đình nghệ sĩ kính ơn. Ca sĩ Ánh Tuyết cũng vừa chia sẻ: Mấy bữa nay nhận được tin Phi Nhung bị nhiễm COVID-19, thoạt đầu cứ tưởng tin đồn thất thiệt. Cuối cùng thì gia đình Thúy Nga cho biết là tin thật 100%.
mình đã gửi lời hỏi thăm và cầu nguyện cho bạn mau hồi phục. Mình nghĩ chắc không nghiêm trọng lắm đâu, vì bạn rất khỏe khoắn và tập thể dục thường xuyên. Ai về hôm nay đọc được tin chị Trixie Phương Trinh mới biết là bệnh trở nặng, bởi thế mọi người hãy cẩn thận nhé. Khỏe trẻ cũng chưa chắc là dễ dàng vượt qua. Xin hãy cùng Minh Tuyết gửi một lời cầu nguyện, mong Phi Nhung sớm bình phục để còn đem lời ca tiếng hát phục vụ bà con nữa Nhung nhé. Ca sĩ Minh Tuyết cho biết, ca sĩ Trixie Phương Trinh từ Mỹ cũng chia sẻ, cách đây mấy tuần dặn Phi Nhung là hãy cẩn thận khi đi ra ngoài làm công việc cứu trợ. Phi Nhung còn nói, chị đừng lo, em cẩn thận lắm. Trixie Phương Trinh bảo Phi Nhung sang Mỹ nhưng nữ ca sĩ nói, quê hương đang gặp khó khăn, em không nỡ bỏ đi và em đã ở lại để giúp bà con. Em đã xông mình ở lại để giúp quê hương trong lúc khó khăn vậy mà giờ đây chính em lại là người đang gặp nguy hiểm. Nhung ơi, em phải khỏe lại nhé. Chị em mình còn những dự tính thiện nguyện chưa làm xong. Xin mọi người hãy góp một lời cầu nguyện cho em tôi. Chị tin là Phi Nhung của chị sẽ vượt qua sự thử thách lần này, cũng như em đã từng vượt qua bao nhiêu sóng gió trong đời của em. Trixie Phương Trinh xúc động chia sẻ.